Xin chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có lên cho anh chị mình là hai con bò cái bầu 3B nha anh chị. Đây là cái con đầu tiên nè. Con này em kiểm tra thì sáng mặt, Sáng lưng thì đóng diêm chỉnh nha. Qua thì con bò này nó đen thui nha anh chị. rúng à, nè anh chị. Giò cẳng thì hoàn thiện ha, yếm đồ cũng đầy đủ hết nha anh chị. Con này thì nó rất là to bò, xác nó lớn nha anh chị, nó mặt bò, xương cẳng thì to bự cao lớn nha. Con này thì lông da liền lạc đỏ mặt cái con bò này màu da em kiểm tra thì nó rất là đậm nha anh chị Để anh chị coi ha đó rực luôn anh chị nha ở thùng dạo thì nó có hết nha anh chị bò mà có thùng dạo thì nó có bị ngang nha anh chị nó có ngang nha Đó, yếm dậu thì mỏng tăng nè móng thì là móng sò nha anh chị giòn thì dài ha con này thì xác nó lớn con nha anh chị con này thì em đo ngay xé lưng thì nó cao là một m hai bò bò này thì em cũng có dạch răng kiểm tra thì con bò này nó mới rất khỏe nha anh chị đó mới rất phé nha đó, con này mẫu thùng dạo rất là to bò ha đòn dốc đồ cái gu cái bị dai rất là to nha anh chị có ngang nha đó con này thì nó đẻ hai lứa rồi nha anh chị nó đang bầu lại ba b là lứa ba ha chữa lại ba b được 7 tháng mấy rồi nha anh chị đã 7 tháng mấy rồi nha bò này thì em có nhà thú gần nhà qua khám rồi nha nên là con bò này em sẽ bao bầu cho anh chị mình khi mà em giao tới á, thì anh chị mình có thể là mình nhờ khu bây giờ gần nhà ở xã Nguyễn Ấp á, ở gần nhà mình á thì mình điện qua khám trực tiếp luôn cũng ok nha. Thì trước khi mà bò em bán cho cô chú chị mình nuôi á thì em đã khám rồi nên em sẽ bao cho chị mình là bao cho chị mình tứ đẻ ha. Con này thì 24 triệu nha anh chị. Còn con số 2 này á thì sáng mặt sẽ lưng thì cũng nghiêm chỉnh ha. đã qua thì nó cũng qua đen. Con này thì đúng nè. Đó dò cặn thì hoàn thiện hết hai con này con nào cũng to sắc lớn hết nha anh chị con này thì em đo ngay sớ lưng thì nó cao là một mét ba bò ha con này thì nó bự hơn cái con đầu tiên ha đó cưng mà con này tay bò ha con này thì nó cũng là con bò bầu nha vậy cũng bầu ba bê ha con này chữa được 6 tháng mấy gần 7 tháng nha hồi nãy thì em có nhờ khuy đầu qua khám luôn cái con đầu tiên rồi khám luôn cái con lò này luôn nha khám hết hai con nha anh chị hai con là bò này đều bầu hết nha con này thì chữa là 6 tháng mấy gần 7 tháng nha vậy nha đó con này thì lông da cũng láng đỏ mặt nha học có len giá điểm mi màu cũng đậm nha anh chị đó con này thì nó đang bầu lứa ba ha con này thì chữa là 3 b nha anh chị bò này thì em bao bầu cho chị mình nha đó thì đối với những cái con bò bầu em bán cho chị mình á thì em bao cho chị mình bao tứ đẻ nha cũng như về bao chữa bao khám bao lòi cho chị mình tứ đẻ nha em bán thì cái nào bao được thì em bao nha đó thì bò thì thường thì bò 3 tháng em khám được có chữa là em bao cho chị mình tứ đẻ chứ em không có bao một hai ngày hay à một hai ba bốn năm tháng nha anh chị nha em bao cho chị mình tứ đẻ luôn nha anh chị nha đó thì con này thì em bán cho chị mình là hai triệu ha còn cái con đầu tiên là hai bốn triệu nha anh chị anh chị mình xem cảm thấy thích thì alo ha